Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ, tức thời định tâm huệ khai trí sáng diệu thâm, chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay. Thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đặt bày điều ngoa, ý không tham dần gian tà chuyến mê thành giác, thật là quý thay. Chí thành niệm Phật đêm ngày tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời, hiền tiền thân tâm thành thơi vì lại giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào quá nấy đời không sai, muốn về tình độ Như Lai phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này, muốn sang cực lạc phương Tây ươm mầm an lạc hằng ngày chưa. Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ, tức thời định tâm huệ khai trí sáng diệu thâm, chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay. Thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đặt bày điều ngoa, ý không tham dần gian tà chuyến mê thành giác, thật là quý thay. Chí thành niệm Phật đêm ngày tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời, hiền tiền thân tâm thành thơi vì lại giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào quá nấy đời không sai, muốn về tình độ Như Lai phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này, muốn
lạc phương Tây, ước mong an lạc hằng ngày chưa quên. Muốn sang cực lạc phương Tây, ước mong an lạc hằng ngày chưa quên. Muốn sang cực lạc phương Tây, ước mong an